Thưa quý vị, thuế tối thiểu toàn cầu là một loại thuế do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD khởi xướng và hiện nay đã được hơn 140 quốc gia đồng thuận. Hiểu nôm na về loại thuế này thì các tập đoàn, công ty lớn có doanh thu từ 750 triệu euro trở lên thì sẽ đều phải đóng thuế 15% dù là ở bất kỳ quốc gia nào. Nếu cải cách thuế này được áp dụng từ đầu năm sau thì dự kiến sẽ khoảng 220 tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu bị tác động. Và ngay cả khi chưa được áp dụng thì nó đã ảnh hưởng đến quyết định của các nhà đầu tư trong việc lựa chọn đầu tư ở quốc gia nào. Vì vậy, trong thời gian tới thì sự ứng phó của các chính phủ là cần thiết. Việt Nam, một trong những quốc gia đã trải qua 35 năm thu hút FDI, cũng không nằm ngoài xu hướng này. Theo quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu, đơn cử như Tập đoàn A có trụ sở tại Hàn Quốc, rót vốn đầu tư vào Việt Nam thì sẽ được miễn thuế 4 năm đầu và hưởng mức thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm. Tuy nhiên, nếu từ năm 2024, Hàn Quốc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu 15%, thì Tập đoàn A sẽ phải nộp thêm khoản chênh lệch 5% tiền thuế về Hàn Quốc, nơi đặt trụ sở chính của tập đoàn. Điều này khiến các ưu đãi thuế tại Việt Nam trở thành vô nghĩa. Các ưu đãi thuế đáng lẽ phải thuộc về nhà đầu tư thì nay lại biến thành nguồn thu của các công ty xuất khẩu vốn. Tôi cũng đề nghị lựa chọn một số cơ chế mà các nước thích hợp với Việt Nam để sửa luôn một luật, sửa luôn các luật. Chúng ta đã có kinh nghiệm làm cái chuyện ấy. Và sau khi mà chúng ta có một cái luật sửa đổi các cái luật để thích ứng với cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu mà được ban hành vào năm 2024 ấy, thì rõ ràng cả cái mới này cũng có thể thực hiện được. Hiện các nước tiếp nhận đầu tư như Thái Lan, Malaysia, Indonesia cũng tuyên bố nhiều động thái quyết liệt để tìm giải pháp nhằm ứng phó giữ chân đại bàng trước ảnh hưởng của thuế tối thiểu toàn cầu. Trong trường hợp Việt Nam chậm trễ trong việc triển khai, cơ hội giành quyền đánh thuế sẽ bị bỏ lỡ bởi khi đó các quốc gia khác sẽ thực hiện thu thuế bổ sung theo nguyên tắc trụ cột 2 bắt đầu từ năm 2024. Quy tắc này nhằm đảm bảo lợi nhuận của các công ty đa quốc gia phải nộp ở mức thuế suất tối thiểu trong trường hợp các khoản lợi nhuận đó được hưởng ưu đãi thuế hoặc không chịu thuế. Vấn đề của trụ cột 2 là không phải là chỉ vấn đề riêng của Việt Nam mà đang diễn ra rất nhiều nước khác. Thì chúng tôi đánh giá rằng kỳ trụ cột 2 nên tổ chức một cái nhóm công tác đặc biệt. Chúng tôi kỳ vọng chính phủ Việt Nam sớm tổ chức lại cái tổ công tác đặc biệt này cùng với nhiều nhóm chuyên gia và doanh nghiệp cùng tham gia. Rõ ràng quy định này sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam và các quốc gia đang cạnh tranh để trải thảm đỏ, thu hút đại bàng đầu tư. Hiện đã bước sang năm 2023, nếu Việt Nam không có phản ứng chính sách kịp thời thì sẽ dễ dàng bị bỏ lại phía sau trong việc thu hút đầu tư nước ngoài. Theo các chuyên gia, cần kịp thời bù đắp bằng các lợi ích thay thế tương xứng với ưu đãi đang hưởng. Đặc biệt là với những cái chính sách thu hút đầu tư của chúng ta như hiện nay hướng đến những nhà đầu tư lớn, ta hay gọi là thu hút những đại bàng. Làm thế nào để ứng phó với lại cái tác động này? Thì theo tôi cái đầu tiên mà tôi mong muốn ở đây là vì thời gian nó rất gấp nên là cái hành động ngay từ bây giờ là chính phủ phải có cái hành động để xác định cái mức độ, quy mô, đối tượng bị tác động và từ đó mới nghĩ ra, từ đó mới có thể là có dư địa để xác định các cái biện pháp phù hợp. Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các cơ quan có liên quan thì cần phải nhanh chóng và tích cực trong việc nghiên cứu đánh giá các hệ lụy của nó và đưa ra những cái phương án ứng phó. Thì theo tôi biết là hiện nay các nước trong khu vực của chúng ta thì cũng đã có phản ứng rất là tích cực, rất là nhanh đối với cái thuế tối thiểu toàn cầu này. Nhiều quốc gia đã thành lập những cái tổ công tác, những cái ủy ban để đánh giá, để xem xét. Các quốc gia áp thuế tối thiểu toàn cầu sẽ làm cho chi phí đầu tư của các công ty đa quốc gia tăng lên, dẫn tới suy yếu khả năng cạnh tranh FDI của Việt Nam. Do đó, Việt Nam có thể xem xét cơ cấu lại hệ thống ưu đãi đầu tư như chuyển sang các ưu đãi thuế dựa trên chi phí hoặc các phương thức ưu đãi không phải thuế như hỗ trợ các dự án hạ tầng để bảo vệ quyền đánh thuế cũng như khả năng cạnh tranh thu hút FDI. Hiện nhiều quốc gia đang áp dụng một số biện pháp như cơ chế thuế tối thiểu nội địa hạt tiêu chuẩn hay các hình thức đầu tư mới dựa trên chi phí. Tuy nhiên, việc ban hành bất cứ chính sách hoặc cơ chế mới nào cũng cần được xem xét cẩn trọng để đảm bảo tính công bằng cho các doanh nghiệp thuộc phạm vi và không thuộc phạm vi điều chỉnh của trụ cột 2, đảm bảo thống nhất theo luật đầu tư hiện tại cũng như không vi phạm các cam kết quốc tế và quy định của OECD mà Việt Nam đang tham gia.